kẻ xóa mặt của những người thông minh và sau đó sống lại sống còn, sau đó mà tiếng Hải còn mèo chưa phủ chưa không không.
xin cảm ơn các chị, xin cảm ơn các vũ công rất là xinh đẹp đến từ đền Búa Bản Phủ ạ. Và một câu hỏi bắt đầu tiên của Hải Phúc, xin mời được là trường ăn sống chú rể Hoài Nam ạ. Rất là tuyệt vời ạ. Xin mời chú rể hãy lồng vào ngón tay tình yêu của cô dâu và cùng ấy một lời khẳng định. Ok, tôi sẽ có đây. Vâng ạ, cô dâu.
dành tặng cho cô dâu và chú rể. Món quà đầu tiên xin được trân trọng chú ý mời món quà đến từ bố mẹ chú rể cũng như bố mẹ cô dâu. Và xin mời hai ông bà sẽ trao những món quà thân thương nhất đến hai người con yêu của cô dâu. Và xin được chân thành cảm ơn món quà đến từ gia đình bà Hải rất nhiều ạ. Và con xin chào xin được chân thành cảm ơn. Chúc mừng gia đình đến. Món quà đến từ gia đình bà Việt.
thương của chúng ta. Và xin được chúc cho chủ nhân của những món quà và sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, luôn thành công trong mọi công tác, mọi lĩnh vực. Và xin được chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Trở thành vợ chồng đồng cam cộng khổ, vui vẻ cùng nhau. Vâng, xin được cảm ơn.